chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pintop. Thường thì động vật là đối tượng bị con người săn mắt, nhưng mà đôi khi con người cũng phải trả giá cho những hành động của mình. Đó là những lần động vật khát máu tấn công con người. Vụ bầy sư tử giết hại và ăn thịt gần 1.500 người đã gieo rắc bao nhiêu nỗi kinh hoàng. Hay một con quái thú hình sói tấn công 200 người ở Pháp khiến cho mọi người ai nấy cũng phải hoang mang. Và ngay bây giờ hãy cùng mình đến với những câu chuyện kinh hoàng đấy nhé. Top những lần động vật khát máu thảm sát con người. Ma sói tấn công 200 người Pháp. Người ta kể rằng loài quái vật này lúc bình thường không khác gì con người, nhưng mà vào đêm trăng tròn, chúng sẽ lập tức mất đi lý trí, trở nên cáu kỉnh và bắt đầu tấn công con người. Vào năm 1764, có một quái thú hình sói chuyên ăn thịt người phát hiện ở đây. Vì được tìm thấy ở Gavedan, Pháp, nên là nó được đặt tên là quái vật Gavedan. Răng của nó lớn hơn rất là nhiều so với những con sói bình thường. Đuôi của nó cũng dài hơn những con sói bình thường khác và trong vòng 3 năm sau, nó đã tấn công 200 người. Nạn nhân đầu tiên của con quái vật Gavedan này là Jenna Bloss, một cô bé chăn cừu 14 tuổi. Ngày 30 tháng 6 năm 1764, một người phụ nữ trong một trang trại đã bị quái vật Gavedan tấn công đến chết một cách thê thảm, cổ họng cô bị xé toạc ra. Và tiếp theo, nhiều cái chết khác diễn ra liên tục ngay sau đó, và dường như con quái thú thích tấn công phụ nữ trẻ em hơn đàn ông. Suốt năm 1764, những vụ tấn công man rợ gây kinh động toàn nước Pháp, tin tức nhanh chóng được lan truyền. Vậy thì phải làm sao để ngăn chặn những con ma sói này nhỉ? Họ tổ chức đội quân như là đánh trận thật, sử dụng mồi có độc và thậm chí cải trang lính tráng thành phụ nữ để dụ con vật lộ diện. Chính lúc này người ta mới biết được lai lịch của nó. Ngoại hình của con quái vật này trông rất là giống với sói, nhưng mà đầu rất là lớn, bụng có những mảng màu trắng. Nó cường tráng hơn những con sói bình thường và vô cùng hung dữ. Trong truyền thuyết thì người sói sợ những món đồ bằng vàng và quái vật Gavedan dường như cũng như vậy. Và vào ngày 19 tháng 6 năm 1767, theo lời kể của một người thợ săn thì con quái vật này đã bị anh giết chết bằng súng có đạn bạc. Tuy nhiên, người ta không tìm thấy xác của con vật này vì xác của nó biến mất một cách bí ẩn nên mọi người chỉ có thể hoài nghi những gì người thợ săn nói mà thôi. Sự tàn ác hoang dại của bầy sư tử vùng Yêu. Vụ bầy sư tử Yêu giết hại và ăn thịt 1.500 người từ những năm 1932 đến năm 1947 đã trở thành cơn ác mộng gieo rắc bao nhiêu nỗi kinh hoàng cho con người thời bấy giờ. Đó là vào đầu những năm 1930, chính quyền thực dân Anh vì muốn kiểm soát mức độ lây lan của virus dịch tả châu bò đã tìm cách diệt trừ các loài động vật hoang dã trong rừng như là ngựa vằn, linh dương. Và để diệt trừ tận gốc những mầm gây bệnh và lây lan virus này, chính quyền thực dân Anh đã tập hợp một đội quân sát thủ hoang dã, chính là bầy sư tử 15 con háu đói. Chúng có nhiệm vụ là đi săn và hạ sát các con mồi hoang dã yếu đuối, vốn là những món ăn khoái khẩu của chúa tể sơn lâm. Đây là những kẻ giết con mồi đầy bản năng, sở hữu khả năng vây bắt con mồi thông minh cùng tốc độ với sức mạnh vượt trội. Và chiến thuật săn mồi của chúng khác với các loài sư tử đồng loại khác, đó là chúng thị sát ban đêm rồi tấn công và hạ sát con mồi bằng ban ngày. Tuy nhiên, điều đáng sợ thực sự đến khi nguồn thức ăn dần khan hiếm, chúng quay sang tấn công và ăn thịt con người. Các bạn nghĩ sao? Có thấy man rợ không? Trong vòng 15 năm, 15 con sư tử hào đói và đầy hoang dã lùng sục mọi nơi và tấn công con người mọi lúc. Chúng đã di chuyển quãng đường dài hơn 30 km để tìm nguồn thịt mới. Và đến địa điểm gần thị trấn Yom, có con người sinh sống đông đúc, hơn 1.500 người đã bị chúng giết hại và ăn thịt. Và khắp vùng này nhuốm trong sự sợ hãi tột cùng cả ban đêm và ban ngày. Đầu đầu cũng bị ám ảnh bởi ánh mắt sắc lạnh và cặp hàm cắn nát tất cả của bầy sư tử. Nhiều chiếc bẫy lớn đặt ra để bẫy đều thất bại. Chúng đủ khôn ngoan để không bị mắc lừa con người nữa. Như vậy, từ mục đích giúp con người, bản năng hoang dại đã biến bầy sư tử trở thành những kẻ giết người hàng loạt khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người. Và sau 15 năm ám ảnh kinh hoàng, một thợ săn voi người Anh đã hạ thành công 15 con sư tử, kết thúc chuỗi ngày đen tối nhất của người nông dân vùng Yom, miền Nam Tanzania. Chiến công vang dội của ông còn được đài BBC Anh dựng lại một bộ phim tài liệu để ca ngợi. Ám ảnh ngôi làng ma. Sau thảm sát của hung thần trên mặt đất, chuỗi những ngày kinh hoàng bắt đầu vào những ngày đông giá rét tháng 12 năm 1915 tại ngôi làng mới khai hoang Senkabetas trên đảo Hokkaido, Nhật Bản. Ngôi làng này vốn là nơi cư trú của loài gấu nâu khổng lồ. Vào đêm tháng 12 năm 1915, những con gấu háo đói trở dậy sau kỳ ngủ đông dài đã mò vào ngôi làng hẻo lánh người để ăn trộm ngô và vật nuôi. Nhưng mà tưởng những đe dọa vũ lực và phát súng bắn cảnh báo sẽ khiến loài động vật to lớn này khiếp sợ,
Nhưng mà chỉ trong 2 ngày tiếp theo, dân làng bắt đầu hoảng loạn khi thấy 6 người trong các gia đình mất tích bí hiểm. Họ ráo riết đi tìm nhưng mà không tìm thấy bất cứ manh mối nào. Lúc này thì cả ngôi làng không biết chuyện gì thực sự đang diễn ra. Họ sợ hãi, hoang mang và đầy cảnh giác. Không ai có thể ngờ rằng con gấu khổng lồ có tên là Kesagake từng bị cắn thương đã quay lại để trả thù. Lần này thì nó không hề e dè nữa mà nó xông thẳng vào nhà chỉ có một người phụ nữ và một đứa trẻ để tấn công vào cấu xé. Với cơ thể khổng lồ nặng tới 380kg và cao 3m, gấu quỷ nhanh chóng tạo nên nỗi khiếp sợ cho con người dân tại đây. Vì bảo vệ đứa trẻ nhỏ, người phụ nữ đã ôm chặt lấy con mình, mặc cho gấu quỷ lôi kéo vào rừng. 50 người khỏe mạnh nhất làng đã tập hợp lại chuẩn bị cuộc trả thù gấu quỷ. Họ trang bị súng này, các loại bẫy để vây bắt quái thú nặng hàng trăm kg. Đến 3-4 ngày sau, khi mà nhiều lần ẩn phục, con gấu khổng lồ đã bị vây bắt và khống chế. Thế là hàng loạt các phát súng chí mạng vào đầu và tim con quái thú cuối cùng đã hạ gục được nó. Sự kinh hoàng và đau xót xảy đến với những người dân sống nơi đây khi họ phát hiện ra trong dạ dày con quái thú là những mảng thịt người chưa kịp tiêu hóa. Chỉ trong vỏn vẹn 6 ngày, gấu quỷ đã giết hại dã man 7 dân làng, trong đó có một phụ nữ đang mang thai. Có thể nói, ngày 9 tháng 12 đã trở thành ngày kinh hoàng bậc nhất trong lịch sử Nhật Bản. Thế nhưng, mọi chuyện chưa kết thúc ở đó. Nếu như dân làng nơi đây đã loại bỏ được nỗi sợ hãi có hình hài con quỷ, thì họ lại phải đối mặt với một nỗi sợ hãi vô hình những ngày sau đó. Dân làng bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử mà không có một nguyên nhân nào thuyết phục đưa ra. Người ta đồn rằng hồn ma của gấu quỷ đã trở lại tiếp tục báo thù. Và quá sợ hãi, dân làng dần dần bỏ đi hết cho đến khi Senkabutus trở thành ngôi làng ma không có một bóng người. Cá sấu tam hai ngón. Chuyện với con cá sấu tam hai ngón đã xảy ra từ rất là lâu rồi mà cho đến ngày nay thật khó có thể biết được phần nào câu chuyện có thực, phần nào đã được hư cấu. Truyền thuyết kể rằng có một con cá sấu đực ở Nam Mỹ thường đi lang thang trong các đầm lầy tại biên giới Alabama và Florida của nước Mỹ. Có một đặc điểm đặc biệt là con cá sấu này đã bị mất hai ngón của bàn tay bên trái sau khi chúng bẫy sát. Bởi vậy, khi nó di chuyển, rất là dễ nhận ra dấu hai ngón tay của nó để lại trên bùn. Và cũng từ đó, nó được người dân địa phương đặt biệt danh là Tom Hai Ngón. Tom bị người dân địa phương ở nơi đây căm thù vì nó nuốt rất là nhiều bò, lừa của họ và thậm chí là cả phụ nữ trong làng khi họ ra sông giặt giũ quần áo. Do những cuộc tấn công thường xuyên của Tom, dân địa phương đã rất là nhiều lần lên kế hoạch cố gắng giết Tom nhưng mà tất cả nỗ lực của họ đều thất bại, súng đạn đều không thể hạ gục được nó. Thậm chí là có một người dân đã theo đuổi cuộc truy lùng cá sấu Tom trong suốt 20 năm, còn dùng thuốc nổ để giết mà vẫn phải chịu thất bại. Người ta tin rằng cá sấu Tom hai ngón tay vẫn còn sống cho tới ngày nay và nó vẫn tiếp tục đi lang thang trong đầm lầy tại Florida. Và để ngăn chặn điều này thì họ đã làm gì nhỉ? Đó là có nhiều cuộc săn lùng quy mô lớn đã được tổ chức với hy vọng có thể bắt giữ được huyền thoại sống này. Nhưng mà tất cả đều không có kết quả. Chắc có lẽ rằng Tom hai ngón vẫn lang thang trong các đầm lầy và gây ra nỗi kinh hoàng cho người dân địa phương nơi đây. Chẳng qua là chúng chưa biết đang ẩn giật ở nơi đâu thôi. Vụ thảm sát trung đoàn biệt kích Nhật Bản của đàn cá sấu đầm lầy. Vụ việc xảy ra trong chiến tranh thế giới thứ hai khi mà một trung đoàn biệt kích tinh nhuệ của quân Việt Nhật Bản được giao nhiệm vụ chiến đấu chống lại quân Anh trên đảo Rame thuộc Myanmar. Tình hình trước mắt rất là nguy cấp cho quân Anh, nhưng mà chỉ huy quân Anh trên đảo Rame lại là một người thông minh. Ông cho quân đội trinh sát đi sâu tìm hiểu về hòn đảo này và họ phát hiện ra rằng sâu trong rừng ở đảo này có một khu vực đầm lầy rất là nguy hiểm cho bất kỳ kẻ nào rơi vào đó. Quân Nhật mắc bẫy ngay bởi họ tưởng rằng mình trang bị tốt hơn quân Anh và mạnh hơn đối phương của mình. Khi mà quân Nhật tiến sâu vào trong rừng thì quân Anh đã rút lui về hết và thế là diễn biến xấu đã xảy ra. Những người lính Nhật khác chạy lại để cứu đồng đội của mình cũng bị lôi tụt xuống lớp bùn đen hoặc bị kéo lê đi chỗ khác. Cảnh tượng kinh hoàng cứ thế diễn ra, từng người lính Nhật bị kéo đi lôi xuống bùn gần như cả trung đoàn đó. Và thế là hơn 1.215 người bị cá sấu tấn công và ăn thịt, chỉ còn hơn 20 người sống sót mà thôi. Vụ thảm sát này được sách kỷ lục Guinness ghi nhận, đây là một thảm kịch có số lượng lớn nhất các ca tử vong của con người do động vật gây ra. Đó là một đêm khủng khiếp nhất đối với bất kỳ người lính nào từng trải qua. Các binh sĩ Nhật mình đẫm máu, la hét, nằm khắp nơi dưới lớp bùn lầy đen ngòm kia. Họ bị những cái hàm của loài bò sắt khổng lồ nghiền nát và những âm thanh kỳ lạ, náo động của lũ cá sấu quần thảo là tạp âm của địa ngục. Thì ra, nguyên nhân gây ra cái chết của hầu hết trung đoàn lính Nhật kia là những con cá sấu nước mặn vùng đầm lầy. Chúng đã giết chết và ăn thịt gần 1.195 người lính Nhật.
Vâng, các bạn thấy những vụ tấn công vừa rồi có kinh hoàng và đáng sợ hay không thì hãy để lại bình luận phía bên dưới cho kênh của chúng mình nhé. Và bây giờ các bạn cũng đừng có quên là hãy like, share, subscribe và nhấn luôn cái chuông bên cạnh để theo dõi Yêu Thương Pin Talk. Xin chào và hẹn gặp lại!